Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là ngày 2 tháng 6 và bây giờ là 00:01. Thì ngày hôm nay mình cũng level khá là muộn đúng không? Thì khác với mọi hôm thì ngày hôm nay cũng có một số bạn xem những video trước của mình thì cũng có nói rằng là khi mà tải cái ứng dụng Grand Master kia xuống để mà ghép video đó thì rất là hay, nhưng mà không xóa được cái chữ Grand Master kia đi. Thì cũng có một số bạn hỏi mình như thế. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng gọi là đi kèm với Grand Master để là hỗ trợ xóa cái chữ kia đi. Thì trước tiên thì mình vào Grandmaster thì mình bấm vào đây, mình sẽ làm thử cho các bạn xem đây. Thì đây là mình sẽ làm thử cho các bạn xem đây. Đấy, trước tiên mình bấm vào đây thì video hôm trước mình cũng đã giới thiệu rồi. Vâng. Thì mình chọn bất kỳ một hình ảnh nào thôi, đây. Ví dụ đây. Ví dụ thì bây giờ mình chọn đây. Đây là ảnh, hình ảnh đây. Đây. Mình chọn bất kỳ nhé. Đây. Sau đó mình bấm vào đây. Thì mình bấm vào đây. Đây nhá. Quý vị có thấy đây, đây là dấu, hình như giống dấu sao đây, mình bấm vào đây. Đây. Thì đang chỉnh sửa đây. Vừa màn hình đây. Sau đó bấm vào đây nhé. Sau đó mình bấm vào cái nút này đây. Nếu như anh em nào mà chưa biết thì có thể làm theo mình, có thể xem video của mình xong đó làm theo. Sau đó mình bấm vào đây đấy. Đây, tùy chỉnh đây. Như này nhé, đây. Sau đó tiếp theo hình này cũng như vậy, tương tự như vậy luôn. Đây, mình bấm vào đây. Đấy. Đây. Sau đó như này. Thì mình chỉ làm hai hình thôi. Nếu như các bạn có nhiều hình thì cũng giống nhau, mà làm hai hình giống nhau này. Đây. Mà cái thêm nhạc hay là gì thì mình không thêm nha, bởi vì ở đây là mình chỉ làm thử tích thử cho mình cùng xem. Thì mình cũng cho một ít nhạc này mà gọi là đây. Đấy. Đây, mình thêm ít nhạc vậy. Đây. Đây. Đây, mình cho một ít nhạc này. Đấy, quý vị thấy không? Đây, sau đó mình vào đây, trở lại đây. Mình vào chỗ này mình... Đây mình sao mình xuất video của mình ra đây. Mình nhấp. Đấy, mình đang xuất video của mình ra đây. Các bạn xem và làm theo mình nhé. Nếu anh em nào chưa biết thì làm theo mình. Đây. Sau đó các bạn thoát ra đây. Đây, đây là màn hình chính của mình. Còn nếu như anh em nào mà chưa có ứng dụng này thì mình vào Set Play. Mình vào tại cái ứng dụng này là Insert. Đây, Insert chỉnh sửa video đây. Đấy, mình đã cài đặt lên đây. Đây mình chưa mở, mình đã cài đặt thì mình trở lại đây. Thì nếu như bạn nào mà chưa cài đặt hay chưa có thì các bạn tải xuống nhé. Đây. Thì mình thì bây giờ mình bấm vào thôi, rất đơn giản thôi. Đây mình bấm vào Insert đây, ứng dụng lúc này đây. Đấy, đây, đây là video của tôi. Thì mình cho video lúc nãy mà mình vừa ghép đây, video này. Mình cho vào đây. Đấy, vị thấy không? Đây. Thì mình sẽ bấm vào chỗ trồng trọt đây, biểu tượng của số cắt đây. Thì mình sẽ cắt cái chỗ cây Smarter đi. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Đây. Giờ mình đã cắt rồi nhé. Đây.
đấy không thấy đúng không, đây không thấy luôn, rất đơn giản thôi. Sau đây có rất nhiều thứ, rất nhiều chức năng để hỗ trợ nhé. Còn nếu như mà các bạn thấy video của mình tốt rồi, đẹp rồi thì mình không cần. Còn video là mình test thử cho mọi người làm thử thôi. Sau đó mình bấm vào lưu trên này. Đấy, lưu. Đấy là mình chọn bao nhiêu MB là bao nhiêu. Đây, mình chọn cao nhất. Đây. Đây. Đấy. Thì để cái chỗ này đến 100 là ok nha quý vị nhá, các bạn. Nếu bạn nào mà biết rồi thì có thể bỏ qua video này, mà bạn nào chưa biết thì có thể hỏi và làm theo. Nó cũng rất đơn giản thôi, nếu như mình biết làm thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nếu mình không biết làm thì cũng rất là khó. Đây, giờ thì mình thoát ra, đây. Đây, bây giờ mình vào thư viện xem thôi. Đây, đây video lúc này, đây. Để xem. Đây, video của mình đây. Video này rất là ngắn thôi nhá. Đây, mình làm thử nên là video chỉ mấy giây thôi. Đây, chỉ là rất đơn giản như vậy thôi. Đấy, bây giờ không còn chữ Kanemaster nữa rồi. Cũng như vậy là mình đã xóa thành công. Xóa thành công Kanemaster đi. Còn nếu như các bạn muốn nó đơn giản hơn nữa thì có nghĩa là các bạn phải tải cái Kanemaster Pro. Nhưng mà mình cũng chưa tải nữa, thì nếu bạn nào mà muốn làm video mà không thấy thì mình tải cái Pro về. Còn nếu như mà bạn nào đã có cái này rồi thì mình tải thêm ứng dụng eShot có thể hỗ trợ cắt chữ này đi, cũng ok, dùng rất là tốt. Nói chung là nhiều ứng dụng này dùng rất là tốt. Đây. Đấy, rất đơn giản thôi, chỉ như vậy thôi. Nếu như anh em nào thấy hay thì đừng quên đăng ký giúp mình để mình có thể làm nhiều video hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.